Xin chào tất cả mọi người, xin chào các anh em trong làng audio. Hôm nay Quý Nguyễn Sài Gòn Audio giới thiệu đến với các anh em chúng ta những đôi loa, những cái thương hiệu mà nổi tiếng của Hoa Kỳ, đó là đôi loa JBL. Hôm nay Quý Nguyễn rất nhiều loa JBL, từ loa nhỏ đến loa lớn, từ những đôi loa tay hay là những đôi loa bút xèo như thế này này, JBL Control, rồi JBL L7 này, JBL 80T, và bây giờ cụ thể thì rất nhiều loa JBL nữa nha. À, các bạn nhìn thấy này, trong cái màn hình các bạn đây, chiếc này cũng là JBL đấy, L44, LX44. Vâng, mà hôm nay tôi Nguyễn chỉ giới thiệu với các bạn đôi JBL L100T, một đôi loa cũng khá là nổi tiếng ở trong thương hiệu của JBL. Hôm nay đôi JBL này mà Quý Nguyễn muốn giới thiệu đến là đôi nó quá đẹp. Các bạn có thể nhìn thấy nè, từng góc cạnh mình để từ xa, để mình quay, các bạn có thể nhìn nó đẹp hoàn hảo. Rồi đây là phía bên hông nha, một chiếc, và phía phía bên sau, con này là gỗ lạng 6 mặt luôn á các bạn đấy. Và đôi này thì tự kháng nó là 8 ôm. Ở đây các bạn, model L100T nha, made in California USA. Vâng, ở dưới có một lỗ hơi to, và đôi loa cực kỳ đẹp, nói chung là không có chỗ chê, không có điểm xấu nha. Vâng, và mình lấy luôn cái lưới ra để mình lấy cái lưới ra này. Quý Nguyễn đang để cái lưới, lấy cái lưới ra để các bạn xem cái, hay còn gọi là e căng. Lưới cũng là lưới zin, lưới này lưới nhựa nha, nè bằng mủ nè. Rất đẹp, rất đẹp. Mình soi không không cái khung mũ rồi nè, quan trọng là cái đó, và những cái chốt này vẫn còn nguyên nè, không có gãy cái nào nha. Hay các bạn, vâng, mình có hai loại, một loại là 80T và một loại là 100T. Con 80T thì bắt 25, còn con này là bắt 30. Bắt con ăn lời 100T thì đặc biệt một điều mà các bạn nhìn thấy nó khác là cái phễu nó rất sâu, rất sâu. Và đôi loa Quý Nguyễn đang giới thiệu với các bạn viền, còn viền zin luôn. Còn mình nhìn luôn, và rất đẹp. Cái chép này á, cái chép tầm cao này là chép của JBL L7 này. Đây các bạn, đây mình có cái đôi L7 đây, đây cũng giống như chép này, cùng đời đấy. Còn cái mid của nó là mid của JBL trăm. Đôi này tuyệt, rất tuyệt vời, đôi này rất hay. Các bạn xem tiếp chiếc loa bên bên phải màn hình của các bạn này. Đôi này có chiều rộng là 41 cm, chiều sâu là 34, và chiều cao là 94, cũng khá là cao. Bây giờ mình xem hai cái hông của loa nha, mình để ở từ từ xa đấy, các bạn nhìn thấy rất đẹp không, rất đẹp keng luôn. Kể cả chiếc chiếc loa đứng bên là chiếc loa 80T, nó cũng đẹp luôn. Đây nè, chiếc loa đứng bên, loa 80T cũng rất là đẹp, đẹp không chê vào đâu được, rất đẹp. Vâng, và coi luôn phía sau, coi luôn phía sau. Các bạn xem như thế này, xem cái hình thế này thì theo Quý Nguyễn là nó sẽ kỹ hơn, các bạn đến xem trực tiếp luôn ấy. Đây, đây xem phía sau của hai chiếc loa, của đôi loa, mình quay luôn phía sau đấy. Đấy, rất ok, rất đẹp. Và bây giờ chúng ta lấy cái lưới ra để chúng ta xem phía trước nó có như thế nào, ra làm sao. Vâng, xin mời các bạn. Đấy, rất đẹp. Đây là cái chép nè, và mít của nó là mít đấy, mít của nó cũng màng giấy, màng giấy viền vải nè các bạn nha. Và bắt của nó rất sâu, cái bắt rất đẹp luôn, bắt không có cái chỗ nào chê đây. Chín từng con ốc. Vâng, và để bây giờ xin mời các bạn nghe một một đoạn nhạc để đánh giá được chất âm này. Kể cả cái đôi này mình đang đánh với con mình có một bộ bao rê Akufai này, nhưng mình đánh cái bao không này, không có bắt chép thôi mà nó vẫn hay. Hôm nay mình đánh với cái bao thôi, không có cái rê nha, và mình đang ghép lấy âm thanh từ một chiếc đầu đĩa CD Marantz Limited CD 94 Limited. Con đầu đĩa này cũng khá là bắt mắt và cũng nổi tiếng ở trong trong những thiết bị âm thanh mà chúng ta hay dùng. Con này đẹp keng luôn các bạn. Đấy, các bạn nhìn thấy bề trên của nó nguyên một phay vàng luôn, rất đẹp. Hai hồi gỗ hai bên. Đấy, hai hồi gỗ hai bên Marantz CD 94 này.
và công suất nó cũng khá là lớn, đến 25W các bạn nha. Và có các cổng ăn chơi cũng đầy đủ nè, cổng analog rồi cổng optical, coaxial nha, rất đầy đủ. Con này cũng tương khá là nặng đấy, 13kg đó các bạn. Và con CD này là 17.500.000, nghe CD mà 17.500.000 thì tiền nào của đấy, chắc âm rất tuyệt vời. Mình đánh đôi loa này mình không cần cái âm ly, mình chỉ đánh cái bao thôi, không cần đánh bát chép, mà nó vẫn hay. Vâng, bây giờ xin mời các bạn nha, mời các bạn thưởng thức để đánh giá được chất âm của những thiết bị mà quý vị vừa giới thiệu. Vâng, bây giờ xin mời các bạn nghe chất âm của một cái đầu đĩa CD Marantz CD 94 Limited với một những thiết bị âm thanh của cái âm ly, cái bao không cần rè nha, có nghĩa là không có bắt chép, mà đánh đôi loa này cực kỳ hay. Xin mời các bạn. Thank you.
Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin hẹn lại các bạn những clip lần sau. Xin chào.